nằm ở cửa ngõ phía tây của tỉnh Quảng Ninh. Đông Triều là vùng đất địa linh nhân kiệt, là quê gốc của nhà Trần, một trong những triều đại vang danh bậc nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam, với quần thể di tích, kiến trúc, tôn giáo, tín ngưỡng linh thiêng, kỳ bí, chứa đựng những giá trị tinh thần bất diệt. Đây còn là nơi vua Minh Mạng ban chỉ dụ khai thác than đầu tiên tại núi Yên Lãng, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp khai thác than tại Việt Nam, gắn với giai cấp công nhân vùng mỏ. Đông Triều cũng là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của khu mỏ, ngày 23 tháng 2 năm 1930. Nơi ra đời đệ tứ chiến khu Trần Hưng Đạo, chiến khu Đông Triều oai hùng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Và vùng đất Đông Triều anh hùng cũng vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, vào mùa xuân năm 1965, lần cuối cùng người về thăm Quảng Ninh trước lúc đi xa. Ngược dòng thời gian, mùa xuân Ất Tỵ 1965, Bác Hồ về vui Tết với nhân dân vùng mỏ khi mới hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh. Trên đường về thị xã Hòn Gai, Bác nghỉ trưa tại trường Phạm Hồng Thái ở Đông Triều. Năm 1979, nhân dân và chính quyền xã Phạm Hồng Thái ngày đó đã cùng các đơn vị bộ đội, công an xây dựng đài lưu niệm Bác Hồ để ghi dấu sự kiện Bác đã dừng chân tại nơi này. Công trình được khánh thành vào dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 1980, và đã trải qua 3 lần trùng tu vào các năm 1990, 2004 và 2012. Tại đó dựng tấm bia đá khắc ghi lời dặn của Bác: phải khai phá đất hoang, trồng thật nhiều cây cho quê hương tươi đẹp và giàu có hơn. Trường Phạm Hồng Thái, nơi Bác dừng chân năm xưa, nay là trường Trung học cơ sở Hồng Thái Tây. Ngôi trường hôm nay có cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học đầy đủ. Đội ngũ giáo viên có tâm huyết với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu. Và khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ cũng được đặt trong chính khuôn viên của ngôi trường này. Khu di tích lịch sử lưu niệm Bác Hồ tại trường Trung học cơ sở Hồng Thái Tây đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xếp hạng là di tích cấp tỉnh vào ngày 23 tháng 1 năm 2014 do ngành giáo dục thị xã Đông Triều đảm nhận bảo quản, tôn tạo, tu bổ. Cùng với vườn cây mai vàng Yên Tử, ngành giáo dục thị xã đã đầu tư xây dựng nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong trường học vào năm 2017. Nhà lưu niệm có kiến trúc truyền thống, giản dị như con người và tính cách của Bác. Ngôi nhà với tổng diện tích 200m2 gồm 3 gian. Gian giữa đặt tượng Bác theo nguyên mẫu trên đảo Cô Tô. Các hiện vật và hình ảnh được sưu tầm, phục chế, tái hiện con đường hoạt động cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc của Bác với 3 mảng chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người và sự nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh và Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, do Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Quảng Ninh hỗ trợ. Trong suốt cuộc đời của người, người đã dành cho nhân dân tỉnh Quảng Ninh rất nhiều những tình cảm. Người đã 9 lần về thăm tỉnh Quảng Ninh và cũng rất vinh dự cho thị xã Đông Triều chúng ta, cho trường Trung học cơ sở Hồng Thái Tây. Đó là ngày 2 tháng 2 năm 1965, tức là ngày 2 Tết Ất Tỵ, người đã về thăm tỉnh Quảng Ninh và trên đường trở lại thủ đô thì người đã ghé vào thăm trường cấp 2 Phạm Hồng Thái. Người đã nghỉ trưa ăn cơm tại trường cùng với các thầy cô giáo, và trong cái chuyến về thăm này thì người cũng đã rất quan tâm tới đời sống của cán bộ giáo viên cũng như là nhân dân xã Hồng Thái nói chung và nhân dân Đông Triều nói riêng. Với giá trị lịch sử của di tích lưu niệm Bác Hồ, nơi đây còn là trung tâm văn hóa phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt chính trị, giao lưu, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng và tình cảm của nhân dân Đông Triều đối với Bác Hồ kính yêu, đồng thời mang ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc, thiết thực tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ
đối với đất nước và dân tộc.